Chào mừng các bạn đến với linh kiện 789 Japan. Ngày hôm nay em test bao gồm 10 mạch âm sắc đôi V1, sẽ có số thứ tự từ A41 đến A50. Và mạch này thì bên em đang bán với giá là 120.000 cho một mạch như thế này. Đây ạ. Và có 4 núm volume chính. Volume chính từ trái qua phải thì đầu tiên là volume tổng, thứ hai là bass, và thứ ba là trung, thứ tư là check. Và mạch được cấp nguồn 12V đối xứng đến 15V. Và tích hợp thêm dặn bông sen luôn ạ. Đây ạ. Và có thể kết nối được chân, ba chân đầu ra đây. Đầu vào thì chúng ta kết nối bằng jack AV, và đầu ra thì chúng ta kết nối ba chân. Thì đây em đang kết nối một mạch khích đại công suất 8 xò Toshiba C5200 và A1943, giá là 730.000. Ok, và nếu bạn nào có nhu cầu mua hàng xin hãy truy cập vào linh kiện 789 hoặc có liên hệ qua số điện thoại Zalo. Ok, và bây giờ em sẽ test mạch đầu tiên. Và đầu tiên em tăng âm lượng lên và em chỉnh từng âm sắc một bát trung chất. Yeah.
Thank you.
Áo già đường khuya, bồi hồi người trai.
Ok, và như vậy là ngày hôm nay em đã test bao gồm 10 mạch âm sắc đôi V1 và tất cả đã hoạt động rất tốt. Xin cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video test hàng tiếp theo.